Xin chào các bạn, chúng mình cùng chơi với những con vật đáng yêu các bạn ơi. Đây là bạn trâu. Đây là, cũng là một bạn trâu nữa nha. Bạn trâu ra ngoài nè. Bây giờ chúng mình sẽ chơi với bạn vịt nào. Sân này bạn vịt hơi khó đi các bạn ạ. Bạn ngã rồi. Bạn vịt của mình ạ. Bạn vịt thì thích hợp đi ở những sân phẳng của bạn ạ. Bạn chó này, mình sẽ chơi với bạn bò sữa. Chơi với bạn thỏ. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.